27. Kulo kulo ít mông. Kulo kulo hán dịch là tác pháp hoặc dịch là tác dụng trang nghiêm, lại còn có nghĩa là suy loa giải giới. Đây ta chính là bảo loa thủ nhãn ứng pháp. Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi. Nhưng thực ra không phải thế. Chú Đại Bi là gọi thay cho 42 thủ nhãn ấn pháp, và diệu dụng của chú Đại Bi là diệu dụng của 42 thủ nhãn ấn pháp. Đó chính là toàn thể của chú Đại Bi. Nếu quý vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, nếu quý vị chỉ biết hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quý vị phải thông đạt 42 thủ nhãn ấn pháp, rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật. Không phải chỉ vừa mới nghe pháp sư giảng về chú Đại Bi xong rồi liền nói: "À, tôi đã hiểu được câu chú đó nghĩa là gì rồi." Hiểu như thế cũng chẳng ích lợi gì cả, cũng giống như người có thân thể nhưng chẳng có tay chân gì cả. Quý vị đã có đủ cả thân thể, tay chân, phải giúp cho chúng hoạt động phối hợp với nhau mới làm nên phước đức được. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp là dùng để tác pháp. Khi quý vị kiến lập đạo tràng, quý vị nên dùng bảo loa ấn pháp này. Khi quý vị tác pháp này thì những âm thanh vang lên tận cõi trời, thấu tận địa ngục, khắp cõi nhân gian và khắp mọi nơi đều có ảnh hưởng. Bất kỳ mọi nơi nghe đến âm thanh này đều ở trong sự điều khiển của người trì ấn pháp. Các loài yêu ma quỷ quái đều phải tuân phục, không thể xâm hại. Đây còn gọi là sự kiết giới. Ấn pháp này cũng còn gọi là tác dụng trang nghiêm, có nghĩa là dùng cơn lốc quang minh tâm lực của bảo loa ấn pháp sẽ tạo nên một pháp âm vi diệu, khiến cho đất bằng hóa thành vàng ròng đều được trang nghiêm bằng bảy thứ châu báu. Thật là vi diệu khó thể nghĩ bàn. Quý vị Phật tử đang tu học Phật pháp nên biết rằng trong 300 năm trở lại đây không có ai hành trì được 42 thủ nhẫn ấn pháp, và cũng chẳng có ai thông hiểu được các ấn pháp này. Nay chúng ta đã hiểu được chú Đại Bi, chúng ta nên chí thành và phát tâm kiên cố hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp này, rồi sẽ có được diệu dụng. Yết mông là tiếng Phạn, vốn là ngôn ngữ của Đại Phạm Thiên, chứ không phải là ngôn ngữ của Ấn Độ. Nhưng văn pháp ngôn ngữ Ấn Độ cũng căn cứ trên ngôn ngữ của Đại Phạm Thiên. Yết mông là tiếng Phạn, hán dịch là biện sự, cũng dịch là công đức, có nghĩa là làm tất cả mọi việc có công đức lợi lạc cho mọi người. Làm việc lợi lạc công đức cho mọi người cũng chính là tạo công đức cho chính mình. Bồ Tát thực hành hạnh tư lợi và lợi tha, tự giác, ngộ giải thoát cho mình và giác ngộ giải thoát cho người khác. Câu chú này nói đến sự thực hành lục độ và vạn hạnh, đó chính là Bạch Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp. Hãy tưởng tượng quý vị đang cầm trong tay đó hoa sen trắng, tay quý vị cầm cành hoa sen và miệng trì niệm chú yết mông yết mông. Không những quý vị trì tụng chú mà còn hành trì mật ấn. Khi trì tụng cả hai pháp này, quý vị mới có thể tạo nên mọi công đức. Khi quý vị trì tụng chú Đại Bi, đồng thời cũng thông hiểu được cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp, thì quý vị mới có thể thành tựu lục độ vạn hạnh. Diệu dụng bất khả tư nghị, không bao giờ nói hết được. Nếu có thể nói được chỗ nhiệm màu ấy thì nó phải có ngần mé, mà những điều màu nhiệm thì không có hạn lượng, không có chỗ khởi đầu và kết thúc. Với sự trì niệm yết mông, quý vị có thể thành tựu được vô lượng công đức. Trong nhiều đời sau, quý vị mãi mãi được trang nghiêm bởi hương thơm của hoa sen trắng và luôn luôn được hộ trì. Sự vi diệu màu nhiệm của chú Đại Bi dù có tán thán cũng không bao giờ hết, không bao giờ cùng tận.
哈哈哈，问什么的说呵。